Hello tất cả mọi người nha, mình là Boostingy đây. Hiện tại thì có firm bài của mình đang có, đó chính là hai Can Trường và Tiên Linh nha. Và đang đi chung với Lilia, Jack, Hecarim và Seraphine 1 sao. Còn tướng đam chính á, là con Soraka này tướng 1 tiền 2 sao nha mọi người. Và từ đầu game đến tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là thấp luôn á. Khi mà chỉ còn đúng 79 máu thôi nha, ở ra 3 chấm như này với một cái chủ thu 3 trận liên tục rồi nha mọi người. Và gặp A đây. Ông này level 5 với một cái firm bài pháp sư à, gần như là full 2 sao anh em ơi. Lắp đồ nào lấy tiền nha. Là level anh em ơi, để mà rao sâu á, tự level 6 luôn ha. Ồ, rất tiền tiếp anh em ơi, ngon nha. Ồ, tiền tiếp nè mọi người ơi. Ồ, 5 tiền luôn mà, lời luôn ấy chứ. Lấy cái bùa đó nha mọi người ơi, là cái cọc á, khi mà bị ăn đam có khả năng rất tiền á. Mình lấy tốn có 2 tiền à, mà được lại cho mình 5 tiền, lời 3 tiền luôn anh em ơi, quá đã luôn á chứ. Và đó chắc chắn sẽ là một cái chủ thu 4 trận luôn rồi đó. Lỗi thứ hai nào, lỗi vàng hả? Để roll thử luôn nha mọi người. À, khá là cùi ha. Khá là cùi anh em ơi. Chắc là lấy luôn cái lõi vàng này đi. Túi đồ siêu hùng nhận thêm 6 vàng. Và có quan trọng nhất là Hakaneko cỡ nhỏ nha. Tại vì đầu game ngay từ roll 2.1 là mình cũng đang có được một cái lõi bạc săn lõi rất là bá luôn anh em ơi. Đó chính là ai cũng có quyền lựa chọn nha. Khi mà mọi người chọn cái lõi này á, thì ở cái lõi thứ hai và cái lõi thứ ba nha, mọi người được roll chọn là lõi á, tới tận là 4 lần trên một lõi nha mọi người ơi. Roll tới khi nào á, mọi người chọn được cái lõi anh em ưng ý thôi. Roll nát bét luôn á chứ. Và mình cũng đang có được một cái lượng tiền lãi cũng rất là cao luôn rồi á. Khi mà đang level 6, gần nửa kép rồi và còn hơn 50 tiền nha mọi người. Tại vì ở trong trận đấu ngày hôm nay á, thì mình cũng đang muốn làm một cái ý tưởng. Anh em đưa ra yêu cầu cho mình làm á, nói chung thì cũng khá là nhiều rồi. Đó chính là con Viga này 3 sao, 3 quyền trưởng nha. Và đi chung với một cái firm bài pháp sư nha mọi người. Ông này bánh ngọt tiên phong gần như là full 2 sao. Thắng sao nổ đây anh em ơi. Đội hình cổng đang mạnh quá luôn á. Rumble 2, Wukong 2, Soraka cũng như là Warwick 2 sao. Oh shit. Rumble còn đồ chuẩn tăng cơ nữa kìa. Châu ác luôn á anh em ơi. Thua nguyên sàn luôn mà không ăn được cái con nào. Tướng tăng cơ đầu game mà full 2 mà tướng 2-3 tiền như này thì chịu anh em ơi. Mạnh quá. Mấy cái ý tưởng đồ dị này thì mình cũng chưa làm lâu lắm rồi anh em ơi. Tại vì đầu mùa tận bây giờ là mình cũng đang tập trung mình làm tướng 5 tiền 3 sao trước nè. Mình làm tướng 4 tiền 3 sao nè. Cũng như là làm mấy cái meta nha mọi người. Bây giờ thì ở tầm giữa giữa rồi á, nên mình cũng đang bắt đầu mình đang muốn làm đó chính là Sari đồ dị nha. Tướng cầm đồ thần thoại con nè, đồ ánh sáng nè, hoặc là ba cái trang bị giống nhau nha mọi người. Ba mũ, ba vô cực hoặc là ba quyền trưởng đó. Tại vì cái con Viga này á, nó là một cái vị tướng 3 tiền, không có một cái lượng mana nó quá cao để mà xài kỹ năng, nên cầm ba quyền trưởng á rất là ok. Và cái quan trọng nhất là tộc hệ pháp sư á nha. Cứ một lần xài kỹ năng là được ít 2 nha mọi người. Quăng 1 được 2. Mà anh em cứ tưởng tượng, anh em cứ tưởng tượng đi, một cái con Viga sốc đam rất là khủng khiếp, đi chung với combo 3 quyền trưởng tăng được phép vĩnh viễn vô hạn luôn nha mọi người ơi. Trận đấu kéo dài càng lâu á thì cái lượng phép được tăng càng cao. Mà nó quăng một phát hai cái chắc chắn là chết hai đứa luôn rồi đó. Đỡ sao nổ đây. Giả bộ như là tên bạn có 7 slot đi, nó quăng tầm 2 đến 3 lần thôi á là mình thấy là tên bạn nó bay màu hết luôn rồi nha. Hiện tại là mình cũng đang muốn lấy thêm gậy nè, với lại là nước mắt anh em ơi. Đang đứng ở tấp dưới mà nên đi chợ trước chắc chắn là một cái điều hiển nhiên rồi, lấy gậy luôn nha. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc là ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em cứ bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Nói chung là ý tưởng anh em thì mình vẫn đang săn từng cái một đây. Có ý tưởng khó thì săn nó lâu, ý tưởng dễ thì săn nó lẹ thôi. Nhưng mà làm ý tưởng á, thật sự không có quan trọng là khó hay dễ anh em ơi. Cái quan trọng nhất á, là có hên hay không thôi. Nếu mà hên á, thì ý tưởng khó nó cũng thành dễ thôi anh em. Còn mà ý tưởng dễ mà không hên á, nó cũng cho cúc à, nó cũng thành khó à. Úi xồi, mình đang roll nó level 7 anh em ơi, nhưng mà không được cái con. Ai đây rồi, đúng là chơi game mà cần phải khóc ha. Ra liền nữa chứ. Tại vì tướng 3 tiền mọi người muốn roll được 3 sao á, thì roll ngon nhất là ở tầm level 7 nha. Với một cái tỷ lệ roll tướng 3 tiền là 40% luôn anh em, rất là cao. Roll nó gần như là sẽ ra luôn á. Viga, tích
tích quyền trưởng đi, quăng nè, thấy không? Mà quăng vô cái con Hecarim nó cầm một cái vuốt rồng anh em. Khó chịu, quăng nè, đấy. Trận đấu càng dài thì con Viga của mình nó càng mạnh anh em ơi. Cố thắng nào, cái trận trước lỡ thắng rồi được cái thua nữa nha. Có lên Viga, chỗ hất tung kìa. Chịu anh em. Nếu mà là Viga 2 sao thì còn hên xui, ăn được. Mà đây chỉ là Viga 1 sao thôi á, quăng nó cũng hơi đuối một tí. Hecarim nè. Trời ơi, tướng 4 tiền nó ra kìa. Khó người ta, không có Viga 2 luôn á. Ô, vãi đái. Ba cái máy Neko cỡ nhỏ anh em ơi. Cái này thì chắc chắn là được Viga 3 luôn rồi đó. Đây Viga 2 sao trước rồi nè. Bây giờ mình chỉ còn làm một cái việc đơn giản anh em ơi, đi chính là roll được 6 cái con Viga. Xong rồi dùng ba cái Neko kia lên một phát Viga 3 sao luôn. Dễ vãi đái. Chịu luôn á. Một cái lõi cho được hai cái Neko, một cái bù chú được thêm một cái Neko nữa. Và khi mọi người round tiếp tục ở round 3 chấm hoặc là cả round 4 chấm luôn á nha, thì nó vẫn sẽ có cơ hội tiếp tục ra được thêm một cái bù chú, một cái Neko nữa nha mọi người. Hên thì nó ra thôi, không hên thôi. Nhưng mà ba cái là quá nhiều rồi. Ba cái là quá nhiều anh em ơi. Viga 2 sao, một cái sự khác biệt về sức mạnh đấy. Quăng đầu đấy anh em ơi, nhưng mà quăng, được không? Cố lên, và đó sao nè. Thắng được anh em. Ui, ông này level 8 rồi hả? Mày, up cấp nhanh dữ cho nổi. Mới cái round 3 chấm mà ổng level 8 rồi anh em ơi. Chịu á. Mình này còn đang run chiêu chiêu level 7 như này. Kiếm tướng 3 tiền 3 sao ổng nổi là level 8 rồi. Hèn chi xém thua. Đội hình của mình tính ra đâu phải là yếu đâu. Cái điểm yếu á thì chắc là cái dàn tăng. Dàn tăng nó đang quá mỏng anh em. Full 1 sao. Đồ thì cũng không có nhiều. Mình đang cần thêm nước mắt và gậy nha. Ra càng nhiều là càng tốt. Không có à. Không có luôn anh em ơi. Oh my god. Nhận một bản sai của mỗi tướng một tiền à. Lấy luôn anh em nha. Lên được Seraphim 2 nè. Storyke của mình thì nó 2 sao sẵn rồi anh em ơi. Bán tướng đi. Bán nốt luôn anh em ơi. Lắp cái gậy trước nè. Ây da là găng à, không phải là nước mắt anh em ơi. Lắp đồ tăng à, một cái trái tim kinh định nè. Mỗi lần lắp đồ lớn mình được thêm 2 vàng nha. Chuyển đồ luôn anh em ơi. Ông này Wukong 2 sao bóc đồ cũng như là đang được một cái loại tướng Wukong carry. Wow. Gọi lên Viga. Đánh thường Lumina quăng con Wukong này hơi mệt đó. Ô vết 2 sao có Viga luôn anh em. Quá đã. Không ra gì rồi. Viga quăng. Ok. Lumina, lê, quăng. Đánh thường, Lumina, quăng. Ây da. Ông này level 7 gần 50 tiền như này mơi. Cái dàn tăng của mình đang yếu quá. Ok, roll tiếp thôi. Tiếp tục là một lưỡi vàng ha. Động cơ tăng tốc, dìu dắt, đối tác tập luyện. Roll nhiều quá nó bị lag luôn mà. Ô. Cái này ngon ở đây mơi, nhưng mà mình lại đang thiếu cái nước mắt đấy chứ. Nhưng mà mình cũng đang cần gậy nha. Cái này khá là ok á anh em ơi. Lấy luôn. Được cộng thêm phép cho cả toàn bộ đội hình. Và đây là cái đội hình pháp sư nữa. Và mình cũng đang cần thêm được một cái gậy nữa anh em ơi. Nó cho mình luôn nè. Đỡ. Mình vẫn đang đứng ở top cuối nha. Đang đứng ở tầm top 6, top 7 là ok rồi. Mình được đi chợ trước anh em ơi. Bây giờ là chỉ cần đi chợ làm được thêm một cái nước mắt. Xong rồi tiên được đánh quái ở ra 4 chấm được thêm một cái nước mắt nữa là đủ. Là xong luôn. Ông này kỳ quái. Hóa hình level 6 hơn 50 tiền. Viga quăng nó. Tầm này Viga 2 sao thì cũng hơi đuối rồi anh em ơi. Tướng 3 tiền mà lắp đồ nè. Đánh thường quăng. Đánh thường một phát. Đánh thường 2 phát. 3 phát. 4 phát là đủ. Là đủ anh em ơi. Quăng nó. Giỡn hả? Giỡn Viga hả? Hả? Mày sư. Thắng. Siêu ảo anh em ơi. Tưởng thua chứ.
Ui, Blitz ra nhiều thế. Lên luôn anh em. Dàn tăng của mình nó chỉ cần đủ châu thôi là ok rồi. Ui, Viga 5 con rồi. Chỉ cần là 6 con. Ui, cái này ngon nè. Lúc đầu game cái này là hơi bị giàu luôn á. Có lấy anh em ơi. Nếu mà được thì mình cũng đang muốn nuôi cả thêm mấy con vét này bay sao anh em ơi, nhưng mà mọi là cái sợ hai à, là luôn nha. Mình sợ nếu mà mình nuôi con vét này bay sao luôn á thì không có lên được Viga bay sao sớm anh em. Nên chắc là mình sẽ ưu tiên Viga hơn. Nó lên một vàng nè cũng được phết. Đánh thường. Quăng nó, quăng nó. Quăng vô cái thằng hút rồng thì chịu rồi. Đường, quăng, quăng, nãy xuống. Mày múa đi, mày múa. Mày múa đi. Ok, đi chợ anh em ơi, đi chợ anh em ơi. Chúng tôi chỉ cần một cái nước mắt thôi. Đừng có đi chợ không có nước mắt nha. Tại vì mình đã từng gặp rồi anh em. Phải có nước mắt á, phải có. Đây rồi, có một cái nước mắt anh em ơi. Ui xồi. Qua đây. Của tôi. Ok. Anh em có bất kỳ một cái góp ý gì về cách mình chơi game hoặc là làm video á, anh em cứ bình luận ở phía dưới nha. Sẽ cố gắng mình thực hiện những cái ý tưởng thử thách siêu phẩm hơn mỗi ngày. Anh em xem cho nó mãn nhãn không. Ok, giờ ra nốt anh em. Ồ, cao vét đó. Được thêm một cái trang bị thành phần luôn anh em. Cái này là chắc chắn phải là bú vội luôn á. Nước mắt không? Không có nước mắt rồi. Được 4 bánh trang bị luôn. Nhưng mà lại không có nước mắt ở trong 4 bánh trang bị này anh em ơi. Ok, không sao. Chỉ cần đánh quá ra được là ok. Ui, xem ra nhiều thế. Toàn tướng 3 tiền. Viga, ok. Neko. Lên kịp. Lên kịp anh em ơi, hơn quá. Mặc dù chưa có hơi lát á, nhưng mà vẫn lên kịp. Xuống còn không dây luôn mà. Và đó là Viga by Star ra 4 chấm, cũng như là đang cầm được hai cái quyền trưởng rồi ha. Quăng. Đánh thường. Lên mình nè, quăng. Trời ơi, một quăng một mạng là có thật rồi anh em ơi. Nè, 12 sao với chúng tôi vậy. Mọi người đừng quên nha, đây mới chỉ là Viga 3 sao cầm hai cái quyền trưởng thôi. Và cái phơm bài của mình đang chơi á, chỉ mới là 4 pháp sư thôi anh em ơi. Nếu mà lên được cái mốc 5 pháp sư hoặc là cả 7 pháp sư luôn á, thì nó sẽ tăng lên được một lượng phép kinh khủng hơn nữa anh em ơi. Chỉ cần lên được cái mốc 7 thôi là ok rồi. Tại vì mà muốn lên mốc 9 á, nó là hơi khó. Anh em cần phải có ít nhất nha là 2 con pháp sư để mình lên được cái mốc 9 pháp sư. Và mọi người đừng quên, tại cái phiên bản của mình đang chơi nè, cái con pháp sư này á là cái con mà không lắp được từ xỉn hoàng nha. Nhưng mà ở cái phiên bản sau thì con pháp sư nè, ấn liên hoàn, ấn can trường hoặc là ấn tiên phong các kiểu này mời là lắp được từ chảo vàng thôi. Thế nó mới hay chưa. Chứ còn đây là cái phiên bản gọi là phiên bản vẫn được gọi mấy con kia là ấn không lắp được anh em ơi. Chứ còn ra cái phiên bản sau là ấn lắp được hết đấy chứ. Đây là một cái bước đột phá cũng như là một cái phiên bản cập nhật rất là quan trọng luôn anh em. Tại vì từ xưa tới tận bây giờ luôn á, là từ mùa 1 tới mùa 12 rồi anh em ơi, đã trải qua biết bao nhiêu mùa rồi á. Thì đây là cái mùa đầu tiên mấy con á mà nó có gọi là cái màu mà nó màu đen thui thùi lùi, màu xám xám anh em ơi. Nó được định nghĩa từ xưa luôn rồi là ống mà không lắp được rồi. Nhưng mà cho cái phiên bản mới sắp tới đây thì nó sẽ là một con lắp được từ chảo vàng, một cái trang bị mới luôn ha. Và mình nghe nói chỉ cần anh em tập hợp đủ ba điều kiện, phải gọi là ba đêm siêu nhân anh em, như là hai cái xỉn vàng lắp lại, hai cái chảo vàng lắp lại và một chảo vàng và một xẻn vàng lắp lại nha, thì mọi người sẽ triệu hồi được một con quái thú. Cứ một giây được 5 vàng, cứ một giây là được 5 vàng. Nó khá là giống cái cơ chế mà nội hữu 8 bit hoặc cái phiên bản mùa 10 á mọi người ơi. Cũng khá là hay.
Nhưng mà anh em cứ tưởng tượng đi, một cái trận đấu mà anh em muốn kiếm được vừa ba cái xỉn vàng vừa ba cái chẻ vàng á, thì đó sẽ là rất là khó kiếm luôn đó nha. Hiếm có, khó tìm luôn đó anh em. Nhiều khi phải xài mấy cái chích lõ hoặc là phải cực kỳ may mắn á, đi chợ có liên tục thì ok. Còn mà muốn tự ra được cũng hơi khó đó. Rồi hên quá anh em ơi, đánh quái rau trước ra được luôn cho mình một cái nước mắt nè, và đó là đủ luôn cái con Vigen này 3 sao cầm 3 quyền trưởng rồi nha. Quá đã. Tưởng là không đủ là mới mệt đó, chứ đủ là ok rồi anh em. Bây giờ tích mana, tích phép quăng, quăng một cái là một mạng. Đánh thường tầm 4 cái đủ quăng rồi anh em ơi, quăng, quăng, một quăng là một mạng, cứ hai quăng là hai mạng anh em ơi. Quăng, quăng, let's go. Mọi người đừng quên cái con Vigen này nó chỉ có là 40 mana thôi. Mà một lần đánh thường á là được 10 mana rồi anh em ơi. Thì nó chỉ cần duy nhất á là 4 cái đánh thường là lên được một lần kỹ năng, mà một lần kỹ năng của nó đi chung với pháp sư là được x2. Rồi có Nora luôn anh em ơi, bỏ vào kích luôn một cái phơm bài 5 pháp sư nè. Bây giờ mình cứ tích tiền rồi chiêu chiêu thôi. Ố, cái này ngon ấy. Tờ Wither đó, nếu mà ra được Soraka hoặc là Seraphine thì nó là quá ok rồi. Không mà thôi anh em. Mình đang rất là muốn con Vết này 3 sao luôn anh em, tại vì nó là cái vị tướng tăng cơ chính của mình đó. Ui, ông mày lên vào 8 50 tiền, giàu thế. Giàu thế bạn ơi. Quăng nó, quăng nó. Đánh thường, đánh thường, quăng nó, quăng nó, sổ nó đã gần 600 phép luôn anh em. Trời ơi, 600 phép với con Viga, em đã thấy hơn 600 phép, gần 800 phép luôn anh em, nó cộng ác thiệt chứ. Anh em cứ tưởng tượng một con Viga mà gần 800 phép để nó quăng cỡ nào. Nếu một cái trận đấu này nó kéo dài đủ lâu á thì con Vigen đó chắc là phải lên để kể được một 1.000 phép anh em, phải là cỡ đó đó. Ok, Vết là 6 con nè. Có Galio rồi. Ngon rồi đó. Vết 7 con này nè. Nami luôn anh em, rồi đủ rồi đó, đủ rồi đó. Thay luôn, thay luôn, thay luôn, thay vội anh em ơi. Và đó là một cái phơm bài 7 pháp sư rồi á. Mọi người nhìn nè. Cái lượng phép mà được cộng thêm cái mốc 7 pháp sư đó rất là khác biệt nha. Đánh thường. Quăng, quăng. Ông này đội hình nó có hơi giấy à, quăng cái vài phát đi hết ạ. Trộn một quăng gần 2 cây đam. Cái lượng máu cơ bản cũng mang tướng tăng cơ mà tầm 3 tiền hoặc là cả 4 tiền 2 sao luôn anh em. Nó có 2.000 mấy máu, hoặc là anh em lắp nhiều trang bị là lên được tầm hơn 3 cây máu. Mà con Viga của mình mới trải qua được có mười mấy giây rồi nó quăng 2 cây đam rồi. Có rất là nhiều ấn nhưng mà lại không có ấn pháp sư anh em ơi. Nếu mà có pháp sư á, thì mình có thể kích luôn lên được một cái phơm bài 9 pháp sư á nha. Tại vì sao? Ở về lúc cuối game á, tầm rao 6 chấm hoặc là cả rao 5 chấm luôn á, thì nó sẽ có cơ hội nó ra được cho mọi người thêm được một cái bùa chú á, là nhận thêm được một con đang kích tộc hệ cao nhất trong vòng một rao. Là nếu như mọi người đang có một cái phơm bài kích mốc 7 pháp sư á, thì em lấy cái bùa chú đã được thêm một con pháp sư nha. Thì mình sẽ có luôn được một cái phơm bài 9 pháp sư ở trong vòng một round thôi anh em ơi. Một round thôi nó quậy đủ rồi, cần nhiều. Rồi vết 7 con rồi đó, đang cầm combo ba cái trang bị lớn này trâu kinh khủng rồi. Chỉ còn là 3 sao 8 con rồi. Chỉ còn là 3 sao nhưng mà Ron hơi khó hả? Lên vào 850 tiền. À, ông này cũng là một cái phơm bài pháp sư hèn chi. Nhưng mà pháp sư của mình là pháp sư real anh em ơi. Viga quắn. Đánh thường. Đánh thường. Đánh thường rặn ra. Quắn, quắn. Trời ơi, một đứa một quăng anh em ơi. Nó đã. Đánh thường. Đánh thường. Quắn, quắn, quắn. Ui, một quăng 2k8 đam. 2k8 đam anh em ơi. Lên được hơn 800 phép luôn rồi nè. Vãi chưởng.
lên hơn 800 phép luôn anh em nha. Kinh khủng. Vết bay sao nào, Nami nè. Ơ, vết đâu rồi, một con cuối. Mo là cái sờ 6 con luôn rồi nè. Ơ, con cuối mà Ron khoai vậy ta. Không ra thật luôn á này mồi. Còn đôi không, vết 8 con, Galio 2 con, Nora 2 con, Nami 2 con. Còn đúng một con nên là lên được hết 2 sao, 3 sao luôn rồi. Mới đầu vô là quăng luôn anh em ơi. Mà đầu game không có tích được cái quyền trưởng, quăng nó hơi yếu thôi. Quăng quăng. Ông này hó hình đi chung với kỳ quái nè. Chắc là tăng cơ được cái này, câu giờ được á. Chỉ cần tên bạn đủ trâu thôi để con Vigen này nó quăng á. Lên phép ghê lắm. Tiếp bên này nè, tiếp bên này nè, quăng nè. Trời ơi, một quăng 3k2 đam anh em. Một lần xài kỹ năng và một đứa 3k2 đam, anh em nhân đô lên là phải 6k4 đam rồi. Hai lần xài kỹ năng chắc là phải mười mấy k đam rồi. Ác thiệt. Và nếu như mọi người chưa biết đó, thì trong sáng ngày hôm qua thì Riot đã cập nhật một cái phiên bản đó cho chân lý mới nha mọi người ơi. Và có rất là nhiều pet mới luôn á. Như là con Lulu và bên Tinh Tú nè. Con Ma Phai Máy Móc anh em ơi, cực kỳ đẹp luôn á. Cũng như là con pet tím vừa mới ra trước đó. Đó chính là con Blitz Răng mở bên nhau bạn nhé nha. Và bây giờ anh em không có cần phải nạp thêm vài củ hoặc là cả vài chục củ để mà săn một cái con pet tím. Bây giờ mọi người chỉ cần bỏ ra vài cành thôi để sở hữu được một cái nick có sẵn luôn 500 kỹ vật nha. Để mà săn pet tím nha mọi người ơi. Tại vì anh em đừng quên 500 kỹ vật coi là quay được tới tận 10 lần ở trong xứ sở kho báu nha. Và như mọi người muốn nạp vào thì phải gần 200 cành. Còn đây chỉ có vài cành thôi nha mọi người. Và cái quan trọng nhất là mua càng nhiều dễ càng rẻ, mua càng nhiều được tặng thêm rất là nhiều nha. Và mọi người đừng quên nha, trong lúc mọi người roll kiếm cái con Lulu nè, Mafai hoặc là Blitz anh em ơi, thì nó vẫn sẽ có một cái tỷ lệ trúng được cái con Gwen hàng hiệu nha, cái con bét hàng hiệu thôi chứ mắc thì không phải bàn rồi anh em ơi. Nhưng mà bây giờ anh em roll nó gọi là Hensume rủi á, trúng được luôn nha, thế nó mới ảo chứ. Và nếu như mọi người muốn thử thưởng chút á thì anh em hãy đừng quên nhắn tin qua Facebook cho mình ở phía dưới có phần mô tả nha. Anh em cứ kéo xuống dưới bấm vào nhắn tin qua cho mình là ok nha. Còn nếu như mọi người không có muốn tốn thời gian quay á, tại vì mình biết rất là nhiều anh em chỉ cần có nick chơi là được rồi, thì anh em đừng quên là mình cũng có sẵn cái nick đó mà có luôn bet tím hoặc là sàn tím nha. Học sinh sinh viên mua được hết anh em ơi, tại vì nó rất là rẻ. Anh em cứ nhắn tin qua cho mình tham khảo thử như là con dết tử thần không gian, Mid Fortune, Lulu, Mafai, Yesuan hiệu Gwen, April Kai sai các kiểu á là đều có hết nha mọi người ơi. Anh em cứ nhắn tin qua cho mình thích cái nào á thì chốt cái đó luôn nha. Rồi gặp lại cái ông pháp sư này luôn anh em ơi. Ông lại có được người đá 3 sao đang cầm một cái trang bị hỗ trợ kìa. Vết của mình 3 sao rồi anh em ơi, bây giờ nó trâu lắm rồi đó. Ăn sao nổi nó mà ăn. Ăn sao nổi nó mà ăn anh em ơi. Quăng nó. Trời ơi, một quăng mà toàn 2k8, 3k đam không như này. Đỡ sờ nổ đây. Nam ơi, của mình cũng 2 rồi á. Cái con duy nhất của mình đang chưa 2 á là con Nora thôi nha mọi người. Nó đang cầm được 3 cái trang bị lớn luôn nè. Và trong đó có được một cái trang bị thần thoại con ha. Còn không ra nữa chưa. Còn đúng con cuối anh em ơi. Mình đang được tới tận là 3 cái tách đồ, xài không hết thiệt. Ui, được nha, được nha. Ông này có con Savannah Bay nè, đi chung với hó hình nè, cũng như là được con rồng này 4k máu. Nó câu giờ là đúng là tuyệt vời luôn á anh em. Nazis 2 cầm 2 cái trang bị tăng cũng như là Modern Kisser cũng là như vậy. Ui, không biết trận này lên được con Viga này ngàn phép không ta. Vừa rồng, vừa Mafai, vừa kỳ quái, vừa Savannah Bay hó hình. Quá tuyệt vời, nhưng mà đội hình của mình nó mạnh quá anh em ơi. Đội hình của mình nó mạnh quá rồi. Và đó chắc chắn sẽ là một cái trận đấu top 1. Ok, GG tất cả mọi người nha.